Hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây nhãn ghép hai bo, và đặc biệt hai bo này rất là độc nha bà con. Cái bo đầu tiên Ly muốn giới thiệu là cái bo của cây nhãn Long Phụng Châu. Nhãn Long Phụng Châu là giống nhãn mới nha, trái ăn rất là ngon, cơm dày hạt nhỏ, người ta còn gọi là nhãn long tiêu tứ quý. Mình không cần xử lý làm trái, một năm nó sẽ ra hai vụ trái, và đặc biệt đó chín rất là sớm, tức là khi cái trái nó tượng thành cái cỡ cái hạt tiêu vậy đó, mà tới khi mà mình thu hoạch được là khoảng 80 ngày thôi nha bà con. Nó không bị phù đầu nè, nó không bị bệnh chuỗi gồng trên cây nha. Rồi tới cái loại thứ hai nữa, đó chính là cây nhãn xuồng tím. Nhãn xuồng nhưng mà nó sẽ ra trái màu đỏ tím. Mình trồng sau này bên đây nó sẽ ra trái màu vàng, bên đây nó sẽ ra trái màu tím. Thường thường Ly sẽ ghép nhãn lông tím là nhiều. Hôm nay Ly có ghép luôn là cái nhãn xuồng tím trên chung với nhãn Long Phụng Châu. Đa dạng cho quý bà con chúng ta nào thích ăn trái nhãn xuồng tím nè, cũng giống như là trái nhãn Long Phụng Châu, thì mình có thể là tậu kem này về. Sau này nó sẽ ra hai thứ trái trên chung cây nha. Cái hoành gốc của cái cây này là khoảng 30 hoành nha bà con. 30 hoành rồi đó. Nó sẽ có thân, có tàn, có nhánh nhiều. Thì sau này quý bà con chúng ta trồng nó mới có trái nhiều nha. Ly sẽ chia ra từng đợt ghép khác nhau. Tức là dưới đây nè, đó, xuồng tím đây nè. Rồi, bên đây là Long Phụng Châu. Đây, xuồng tím, Long Phụng Châu. Rồi, đây, tiếp tục là xuồng tím nha. Đó, xuồng tím nè. Rồi, tới Long Phụng Châu rồi tới xuồng tím tiếp ha. Chia ra, để bởi vậy sau này cái trái của mình nó sẽ xen kẽ nhau. Đó, bên đỏ, bên vàng, bên đỏ, bên vàng. Nhìn cái cây của mình nó mới bắt mắt được, đúng không ạ? Quý bà con chúng ta trồng cái cây này nó rất là độc lạ nha. Mình vừa ăn ngon nè, mà sau này nó ra trái rất là đẹp nha bà con. Dưới đây thêm cái bo nhãn long tiêu đường đó. Tức là cái cây này mình trồng sau này nó sẽ ra được 3 loại trái trên chung một cây. Nhãn long tiêu đường thì cái trái nó ăn rất là ngọt nha bà con. Nó ngọt ngay, còn gọi là ngọt như đường á, người ta mới gọi là long tiêu đường. Nhãn long nha bà con, cái hột nó cũng vừa thôi. Nó cũng không có gọi là tiêu nữa nha bà con, nó vừa. Nhưng mà người ta sẽ gọi tắt là long tiêu đường ha. Đó, 3 trong 1 trên chung một cây. Thì ngoài cái cây nhãn Long Phụng Châu ghép chung với nhãn xuồng tím ra thì bên Ly giống như là còn nhãn Long Phụng Châu cây riêng nè. Đó. Rồi bên đây là Long Phụng Châu nè, ghép chung với long tím nè, Ly sẽ chia ra nè. Này cũng mới ghép thôi, mới ghép đang dưỡng lại ha. Đó, long tím, long tím, long tím. Long Phụng Châu nè ha. Đó. Rồi bên đây cũng vậy, Long Phụng Châu với long tím. Rồi bên đây thì cây Long Phụng Châu cây riêng nè. Rồi hoặc là Long Phụng Châu ghép với thanh nhãn. Thì ngoài những cái cây ghép thì ra thì có cây ghép to hơn nữa nè, tức là cái hoành của cây to hơn. Bên đây thì long tím chung với nhãn long trắng. Cây nó đang có hoa ở bên trên. Cây nó đang có hoa, cây này có trái rồi á. Bên Ly đang dưỡng lại. Đó. Long Phụng Châu với long tím ha. Thì bên Ly có dạng tầm trung nữa nè, dạng tầm trung thì bên Ly có cây này là cây thanh nhãn nè, bo bên đây thanh nhãn. Còn bên đây là Long Phụng Châu. Bên Ly có cung cấp luôn cái cây nhãn ha. Nhãn Long Phụng Châu cỡ lớn nha bà con. Cái hoành khoảng 80 đến 100 hoành. Mấy anh chị này chúng ta thích trồng nhãn Long Phụng Châu cỡ lớn thì Ly có cung cấp nè. Đó, những cây nhãn Long Phụng Châu nè. Còn bên đây thì thanh nhãn. Thanh nhãn đang có trái. Đó, thanh nhãn đang có trái nè. Đó. Rồi bên đây thì long trắng nè, xuồng cơm vàng. Rồi chung với long tím nè, cây này ba loại trái luôn nè. Tức là dưới đây là long trắng nè. Bên đây long tím, đó, lá nhãn xuồng cơm vàng, ba loại trái chung trên cây ha. Thì bên Ly đa dạng về cây ăn trái lắm, nếu anh chị này chúng ta thích trồng thể loại cây như thế nào thì bên Ly đều có cung cấp hết nha. Nhiều loại lắm nha bà con, dáng thế khác nhau, hoành cỡ nào thì bên Ly đều có cung cấp hết. Đây là Long Phụng Châu với long tím cỡ lớn nha. Rồi kế bên thì có cây dâu. Dâu này là dâu xanh lớn của bên trung tâm cây giống. Hôm nay tược đọt đang phát triển tốt rồi, cây như thế này là ok rồi. Thì video sau thì Ly sẽ giới thiệu cho quý bà con chúng ta kỹ hơn ha, nhiều hơn về nhiều loại cây giống lắm nha bà con. Thì bên đây có nhãn long tím nè, nhãn long tím thì nó sẽ ra trái như thế này ha bà con. Nhìn đây rất là đẹp, đang có hoa luôn ha. Cây này một thân một cốt lên, cây này cũng rất là đẹp nữa ha. Đó, thì địa chỉ của trung tâm cây giống thì được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang nha. Chỉ xài hai số điện thoại duy nhất hiện trên màn hình ha. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta quan tâm thích trồng thể loại cây giống như thế nào thì bên Ly đều có cung cấp hết nha. Cung cấp từ cây to này, cây lỡ này, cây lớn nè, cây giống trồng kinh tế nè, cây giống trồng chậu nè. Đặc biệt bên Ly có thu mua trái mít ruột đỏ sơ vàng luôn ha.